Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2021. Tôn từ trọng đạo, uống nước nhớ nguồn là đạo lý, là nét đẹp văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp này, với tất cả những tấm lòng thành kính, thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc các thầy cô luôn vui vẻ và tràn đầy tự tin trong cuộc sống, luôn gặp may mắn và thành công trên con đường chồng người của mình. Dìu dắt nhiều thế hệ học trò, sau này trở thành những công dân có ích cho xã hội. Và trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá sau hơn một tháng thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại Văn Lâm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Học sinh học trực tuyến, giáo viên thêm vất vả. Cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Cần giải tỏa vi phạm trên đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho doanh nghiệp. Quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 họp trực tuyến với các địa phương trong cả nước về công tác phòng chống dịch. Từ hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 11, cả nước ghi nhận thêm hơn 65.000 ca mắc, trong đó trên 31.000 ca trong cộng đồng, 546 ca tử vong, số ca mắc trong cộng đồng tăng cao. Trong hơn một tháng, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch theo nghị quyết số 128 của Chính phủ, ban hành quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Cả nước ghi nhận hơn 105.000 ca mắc cộng đồng, đặc biệt các tỉnh thành phố phía Nam, cả nước đã tiêm trên 106 triệu liều vaccine phòng COVID-19, tiếp tục triển khai thí điểm điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc COVID-19 tại nhà và cộng đồng tại 34 tỉnh thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu các cấp, các ngành địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế, xã hội. Đối với công tác y tế, tăng cường các biện pháp giám sát dịch, người về từ vùng dịch, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, truy vết nhanh nhất có thể, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, triển khai kế hoạch tiêm mũi tăng cường cho người đã tiêm 2 mũi, thúc đẩy việc sản xuất vaccine trong nước, quy định việc xét nghiệm, xã hội hóa việc xét nghiệm cho phù hợp với tình hình và điều kiện của đất nước, tăng cường giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, nhất là bệnh viện, cơ sở sản xuất, nơi công cộng. Tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các vi phạm về phòng chống dịch, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác an sinh xã hội, chủ động tháo gỡ, xử lý khó khăn vướng mắc trong thực hiện nghị quyết số 128, đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện nghiêm 5K, không lơ là chủ quan ngay cả khi đã tiêm đủ liều vaccine, tăng cường công tác truyền thông để thống nhất nhận thức và hành động theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Lâm đã tiếp xúc cử tri tại huyện Văn Lâm trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Cử tri huyện Văn Lâm kiến nghị với các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện các vấn đề như công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, tiến độ làm một số tuyến đường giao thông nông thôn còn chậm, nạo vét hệ thống thủy lợi, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cho các thôn sát nhập, vấn đề vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, vấn đề giải quyết chế độ chính sách cho người có công và theo nghị quyết 62 của Chính phủ, vấn đề hỗ trợ cho các đối tượng tham gia vào tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng ở các thôn.
Thay mặt các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trân trọng cảm ơn những ý kiến phản ánh của cử tri và giải trình làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, huyện cần thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 gắn với duy trì, phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, tạo miễn dịch trong cộng đồng. Cùng với đó, để kiểm soát dịch bệnh, mỗi người dân cần đồng hành với cấp ủy chính quyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thông điệp 5K, các tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng, đội phản ứng nhanh cấp xã, phát huy vai trò thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, ra soát truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh, tuyên truyền nhắc nhở tổ chức gia đình cá nhân chấp hành quy định phòng chống dịch, giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà. Đồng chí mong muốn cử tri huyện Văn Lâm tiếp tục ủng hộ, đồng thuận với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên mọi lĩnh vực, nỗ lực cùng vượt qua khó khăn vì sự phát triển của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung, như là trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 11 năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã có thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2021. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tóm lược nội dung thư của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Kính gửi các thầy cô giáo tỉnh Hưng Yên, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi thân ái gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã và đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên lời thăm hỏi chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đại dịch COVID-19 xảy ra, diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc dạy và học của thầy và trò, nhất là từ đầu năm học 2021-2022 đến nay, đa số học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh chưa được đến trường. Tuy nhiên, được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền của tỉnh và sự nỗ lực của cả thầy và trò, nhất là tinh thần lao động, cống hiến, đầy tâm huyết, nghiêm túc, trách nhiệm, hết lòng của các thầy giáo, cô giáo, tất cả vì học sinh thân yêu. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chia sẻ khó khăn cùng ngành giáo dục và đào tạo, đồng thời đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, sáng tạo, tinh thần vượt khó của các thầy giáo, cô giáo, cũng như những kết quả đạt được của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà trong năm học vừa qua. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành giáo dục đào tạo tỉnh Hưng Yên phát huy truyền thống vẻ vang, sức mạnh đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để tạo bước đột phá trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng nền giáo dục của tỉnh Hưng Yên có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người. Khai tuệ, mở mang tri thức, thắp sáng tâm hồn cho học sinh, phát triển toàn diện nhân, đức, tài, dũng, liêm trung cho học sinh, sinh viên, góp phần phát triển tỉnh Hưng Yên và đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Thầy giáo, cô giáo là yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục đào tạo và ảnh hưởng lớn đến tương lai phát triển của tỉnh. Do vậy, các thầy giáo, cô giáo cũng phải không ngừng rèn đức, luyện tài để hoàn thành trọng trách vẻ vang của sự nghiệp chồng người mà xã hội tin gửi. Chúc các thầy giáo, cô giáo thực hiện tốt lời dạy của Bác. Các thầy, cô giáo phải trở thành tấm gương sáng, thành kiểu mẫu cho các em noi theo, phải là kiểu mẫu về mọi mặt, tư tưởng, đạo đức, lề lối làm việc. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thân ái, Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2021, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm và tặng quà chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng chúc mừng những kết quả ngành giáo dục tỉnh Hưng Yên đã đạt được, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của các thầy cô trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo học sinh từng đến trường nhưng không từng việc học. Đồng chí cũng đề nghị các cán bộ, giáo viên trên toàn tỉnh tiếp tục rèn luyện đạo đức, chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật trong giảng dạy.
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh các nhà trường, các thầy cô cần có sự thay đổi, chủ động tích cực triển khai dạy và học trong tình hình mới, vừa an toàn sức khỏe, vừa đảm bảo mục tiêu năm học, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Gần 3 tháng dạy và học online trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, sự khó khăn vất vả không chỉ ở phụ huynh, học sinh. Bên cạnh đó, còn những áp lực luôn gánh nặng trên vai của người thầy, những người lái đò thầm lặng trong hành trình gieo con chữ cho bao thế hệ học sinh. Đây có phải là số điện thoại của phụ huynh bạn Thái Anh không ạ? Đúng rồi. Vâng, thông báo với phụ huynh học sinh là tôi là cô giáo chủ nhiệm của cháu Hải Anh, nhưng mà bây giờ vào giờ học rồi mà cháu vẫn chưa vào học ạ. Xin hỏi phụ huynh học sinh là phụ huynh có nhà không ạ? Thế thì em cũng ở gần nhà để em chạy về em xem nào chị. Đây là công việc quen thuộc của cô giáo Vũ Thị Thu Hà, trường trung học cơ sở An Viên, huyện Tiên Lữ, kể từ khi học trực tuyến. Là giáo viên chủ nhiệm nên bên cạnh công tác chuyên môn, cô Hà luôn phải sát sao để nắm bắt tình hình học tập của học trò. Học sinh nào bỏ tiết vào muộn hay thường xuyên bị đẩy ra khỏi phòng học trực tuyến hay tình hình sức khỏe thế nào, có tiếp xúc với các ca bệnh hay không, tất cả đều được cô ghi nhớ, kịp thời trao đổi với phụ huynh và ban giám hiệu để kịp thời xử lý. Và khó khăn hơn rất nhiều ạ. Thứ nhất là chúng tôi không thể biết các cháu đang làm gì trong tiết học. Thứ hai là chúng tôi phải liên tục điểm danh các cháu trong các tiết học nữa. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi phải thường xuyên gọi điện phụ huynh học sinh để xem là các cháu ghi bài như thế nào, vì chúng tôi không thể kiểm tra được bài ghi của các cháu ạ. Học sinh nghỉ học đồng nghĩa con cái các thầy cô giáo cũng nghỉ học. Vừa tham gia giảng dạy, vừa quản lý con cái học trực tuyến, lại thêm việc nội trợ là những áp lực mà cô giáo Đặng Thị Hoa, trường tiểu học thị trấn Yên Mỹ 2 và nhiều thầy cô khác đang trải qua. Chưa kể, để có những bài giảng trực tuyến hay, hấp dẫn cũng không đơn giản. Nếu trước đây chỉ mất từ 2 đến 3 tiếng để chuẩn bị bài, thì nay cô Hoa mất gấp 2, gấp 3 thời gian. Có những hôm khi kết thúc việc soạn bài, kiểm tra bài tập cho học trò cũng là khi bước sang ngày mới. Đó là cái niềm say mê đối với nghề. Đó là cái hàng ngày lên lớp được nhìn thấy học sinh, được thấy những gương mặt của các bạn ấy, và các bạn ấy vẫn mạnh khỏe, vẫn cười và chào cô. Đấy là những cái niềm động lực để mà tôi cố gắng. Học trực tuyến là tình huống bất khả kháng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng cũng mang lại những khó khăn cho cả thầy và trò. Để việc học của trò không bị gián đoạn, những thầy giáo cô giáo vẫn đang miệt mài học hỏi, hoàn thiện kỹ năng, nâng cao chất lượng giờ học trực tuyến. Sự cố gắng, nỗ lực đó rất đáng được trân trọng, tri ân, nhất là trong không khí hân hoan hướng về ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Gần 30 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Trần Thị Thục ở trường tiểu học Đỉnh Cao, huyện Phù Cử luôn nỗ lực tìm tòi sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học, không chỉ giỏi về chuyên môn, vững vàng về quản lý, mà ở cô còn có một tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng sẻ chia với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên dù đỗ trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhưng cô Thục không thể theo học. Cô đã dùng tiền học bổng do đỗ thủ khoa trường Trung học Sư phạm Hải Hưng để trang trải việc học hành và phụ giúp gia đình. Năm 1993, cô Thục bắt đầu công tác tại trường tiểu học Đỉnh Cao. Trải qua nhiều khó khăn và các cương vị công tác khác nhau, nhưng cô Thục vẫn nhận được sự tin tưởng đánh giá cao của các đồng nghiệp. Cô Thục là luôn luôn là một người rất là tận tâm, tận tình với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao. Và đối với đồng nghiệp thì luôn luôn có tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ. Ở cương vị lãnh đạo thì đồng chí đã làm tốt cái công tác là quan tâm chăm lo đến đời sống của anh chị em. Chuyên môn cô rất vững vàng và là điểm tựa tin cậy cho giáo viên nhà trường cũng như là giáo viên trong huyện. Về công tác quản lý thì cô rất là nhiệt tình, mọi việc được giao thì cô đều hướng nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó nên cô Thục hiểu hơn ai hết những vất vả nhọc nhằn của những em học sinh nghèo trên chặng đường theo đuổi con chữ. Vì vậy, từ năm 2005 đến nay, trên cương vị là phó hiệu trưởng rồi là hiệu trưởng nhà trường, cô Thục cùng ban giám hiệu nhà trường luôn miễn giảm những khoản đóng góp của trường cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Cô cũng phát động nhiều chương trình ủng hộ trong và ngoài nhà trường để hỗ trợ một số học sinh mắc bệnh hiểm nghèo. Cô ấy, nói chung là rất nhiệt tình,
tạo mọi điều kiện, nói chung là từ các cô giáo đến các bậc phụ huynh là khuyên góp giúp đỡ gia đình và cháu. Bản thân cô còn nhận nuôi em Trần Văn Phúc khi bố em qua đời vì bệnh nặng, mẹ phải đi làm xa. Cô Thục đã cưu mang cháu, lo lắng cho cháu, hết bữa ăn đến học hành, cháu rất biết ơn. Với sự tận tụy, tâm huyết với nghề, cô giáo Trần Thị Thục đã đạt nhiều giấy khen bằng khen của ngành giáo dục cũng như Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trao tặng. Mới đây, cô Thục vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2021. Đây là phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực bền bỉ của cô giáo Thục trong sự nghiệp chồng người. Nhân kỷ niệm 20 tháng 11 Ngày Nhà giáo Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã sản xuất chương trình tọa đàm với chủ đề Lớp 1 thời Covid. Đây là lời tri ân sâu sắc gửi đến các giáo viên tại lớp 1 nói riêng và các thầy, các cô đã và đang cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ 20 phút tối nay. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 11, thành phố Hưng Yên và huyện Văn Lâm đã công bố quyết định dỡ bỏ vùng cách ly tạm thời phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thành phố Hưng Yên đã dỡ bỏ vùng cách ly tạm thời phòng chống dịch COVID-19 đối với khu dân cư Xóm Tiểu thuộc đội 4, thôn Điện Biên, xã Hồng Nam với tổng số 9 hộ dân và 34 nhân khẩu. Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm công bố quyết định kết thúc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại 3 thôn Thị Trung, Đình Dù và thôn Sơn Lôi, xã Đình Dù. Đến nay, sau 14 ngày tổ chức thực hiện, tình hình dịch bệnh tại các địa phương trên đã được kiểm soát và khống chế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Với việc tổ chức triển khai thực hiện việc dỡ bỏ vùng cách ly tạm thời, Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên và huyện Văn Lâm đã yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định hiện hành như tổ chức cách ly tại nhà nơi cư trú 7 ngày đối với các trường hợp thuộc diện F1 trong khu phong tỏa sau khi thực hiện dỡ bỏ. Huyện Tiên Lữ đã trồng được hơn 720 ha cây vụ đông. Do ảnh hưởng của thời tiết, năng suất một số cây vụ đông giảm, giá bán đầu vụ cao hơn so với năm trước. Ở các địa phương trồng chủ lực cây vụ đông như Hưng Đạo, Nhật Tân, Thiện Phiến hiện đang thu hoạch bí ngô, năng suất ước đạt 7 tạ trên một sào, giảm khoảng 1 tạ so với vụ trước. Tuy nhiên, giá bán đầu vụ lại cao, dao động từ 10.000 đến 12.000 đồng một kg. Hiện nay giá thương lái đang thu mua tại ruộng 8.000 đồng một kg. Ngoài thu quả, một số ruộng đã thu được 50 kg đến 1 tạ rau bí và hoa bí. Ước tính thu nhập bình quân đạt 2,5 triệu đồng một sào trồng bí. Ngoài ra, các cây dưa chuột giá bán từ 8.000 đến 10.000 đồng một kg. Cây gia vị như hành có giá từ 12 đến 15.000 đồng một kg. Mặc dù có thiệt hại nhưng giá bán đều cao hơn vụ trước. Song song với việc thu hoạch cây vụ đông, nông dân cũng tập trung thâm canh cuối vụ để có đủ lượng rau cung cấp cho thị trường giáp Tết. Dù khu đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Ánh Khoa, nhưng do chính quyền buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng cá nhân cố tình xây dựng công trình mới trên diện tích đất nông nghiệp nằm trọn trong phần đất của dự án. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà còn làm ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng và môi trường thu hút dự án vào đầu tư trên địa bàn. Toàn bộ cánh đồng này là diện tích đất nông nghiệp thuộc thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, vẫn được nhân dân canh tác sản xuất nông nghiệp. Dù không được phép, nhưng trong mấy ngày qua, gia đình bà Đỗ Thị Thuyết ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ đã ngang nhiên đổ cát, san nền, tập kết vật liệu xây dựng, bao quanh khu ruộng canh tác nhằm mục đích biến thành khu lăng mộ riêng của gia đình với diện tích khoảng 120m2. Vi phạm nghiêm trọng vào khu đất mà Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho chủ đầu tư lập quy hoạch để thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại. Người ta xây thế này là sai mục đích của quy hoạch của nhà nước rồi. Chúng tôi cũng đã cắm biển có dự án báo cáo mới lại trên rồi. Thế đây là người ta cố tình người ta xây thôi. Làm việc với lãnh đạo thị trấn Yên Mỹ cho biết việc xây dựng này là hoàn toàn sai phạm ngay khi xây dựng ngành chức năng của thị trấn đã yêu cầu dừng và lập biên bản nhưng hộ gia đình bà Thuyết vẫn cố tình lén lút xây dựng.
công trình xây dựng trên khu đất rộng hàng trăm mét vuông, khi lãnh đạo thị trấn cho rằng hộ cá nhân cố tình xây dựng vụ trộm là hoàn toàn thiếu thuyết phục. Từ sự việc này, nhiều người đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý cũng như có hay không việc buông lỏng quản lý của chính quyền thị trấn Yên Mỹ khi không quyết liệt xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Của chi tiết là đã vi phạm đối với cả cái quy định của nhà nước. Thế trong thời gian sắp tới thì ủy ban thị trấn Yên Mỹ sẽ triển khai là mời hộ gia đình bà Thuyết ra làm việc và lập biên bản và yêu cầu bà Thuyết trong thời gian tới phải tháo dỡ và công trình di chuyển đi nơi khác. Hiện nay các địa phương trong tỉnh Hưng Yên đang đẩy mạnh thực hiện giải tỏa công trình xây dựng vi phạm theo kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Những sự việc như để xảy ra công trình xây dựng vi phạm mới nằm trong quy hoạch đất dự án như ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ cần phải được xử lý dứt điểm để không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án và môi trường thu hút dự án vào đầu tư trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự trong tỉnh xin được dừng lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên các nền tảng số của đài, trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, website https://www.hungyentv.vn, Facebook Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Hạ viện Mỹ ngày 19 tháng 11 đã thông qua dự luật an sinh xã hội trị giá 1,75 nghìn tỷ đô la Mỹ, gói chi tiêu xã hội lớn nhất trong nhiều thập niên tại nước này. Dự luật được thông qua với 220 phiếu thuận và 213 phiếu chống, được thiết kế để tăng cường mạng lưới an sinh xã hội và chống biến đổi khí hậu do Tổng thống nước này Joe Biden đề xuất. Dự luật được coi là bước đi quan trọng của chính quyền Tổng thống Biden nhằm mang lại một xã hội công bằng hơn, thay đổi sâu sắc đời sống của người dân Mỹ, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ, người già và người có thu nhập thấp. Theo đó, hầu hết các gia đình thu nhập thấp có con nhỏ sẽ được cắt giảm thuế vào năm 2022 nhờ mở rộng khoản tín dụng thuế của trẻ em. Ước tính khoảng 40% các hộ gia đình của Mỹ sẽ được cắt giảm thuế, trong khi đó người giàu sẽ phải đánh thuế nhiều hơn. Ngoài ra, dự luật cũng dành 500 tỷ đô la Mỹ cho mục tiêu chống biến đổi khí hậu của chính quyền Tổng thống Biden. Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục nhất trí thực hiện thêm nhiều biện pháp để giảm căng thẳng tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước. Đây là tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến về cơ chế tham vấn và phối hợp liên quan tới các vấn đề biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Quan chức cấp cao của hai bên đồng ý tiếp tục liên lạc thông qua các kênh ngoại giao và quân sự, tiếp tục nỗ lực giảm leo thang căng thẳng tại khu vực biên giới và cố gắng chuyển từ quản lý tình trạng khẩn cấp sang kiểm soát thường xuyên và liên tục. Trong cuộc đàm phán cấp cao hồi tháng 10 vừa qua, quân đội hai bên đã đổ lỗi cho nhau khi không thể đạt được một thỏa thuận để giải quyết tình trạng bế tắc kéo dài suốt 18 tháng qua. Kể từ cuộc đụng độ đẫm máu hồi tháng 6 năm 2020, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng. Áo vừa trở thành quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU đầu tiên tuyên bố sẽ bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 và bắt đầu lệnh phong tỏa một phần vào tuần tới khi lây nhiễm tăng mạnh. Theo đó, lệnh tiêm vaccine COVID-19 ở Áo sẽ là bắt buộc từ ngày 1 tháng 2 năm sau. Trước đó, Áo đã áp đặt các lệnh hạn chế di chuyển với những người chưa tiêm chủng, trở thành quốc gia EU đầu tiên có động thái này. Bên cạnh đó, lệnh tái phong tỏa ở Áo sẽ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 11. Theo lệnh này, mọi người sẽ không được phép rời khỏi nhà, ngoại trừ đi làm, mua sắm các vật dụng cần thiết và tập thể dục. Chỉ những cửa hàng được coi là thiết yếu vẫn mở cửa như siêu thị, ngân hàng, nhà thuốc và bưu điện. Các trường học vẫn mở cửa dù phụ huynh được yêu cầu để con em ở nhà nếu có thể. Các hạn chế ban đầu sẽ kéo dài 20 ngày và được đánh giá lại sau 10 ngày. Ngày 19 tháng 11, số ca mắc mới COVID-19 ở Áo lên tới hơn 15.800 ca, mức cao kỷ lục ở quốc gia EU có 9 triệu dân. Ả Rập Xê Út vừa thông báo kế hoạch xây dựng thành phố công nghiệp nổi trên Biển Đỏ và hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng sạch. Thành phố công nghiệp nổi có tên là Oxagon được thiết kế để thay đổi cách con người sinh sống và làm việc trong tương lai, cung cấp giải pháp bền vững thay thế lối sống hiện nay.
Volkswagen sẽ áp dụng nguyên tắc sống hài hòa với tự nhiên và là một trong những trung tâm hậu cần có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, tích hợp cảng biển và sân bay hiện đại nhất. Thành phố này không thải khí carbon và sử dụng 100% năng lượng sạch. Volkswagen sẽ sử dụng những công nghệ cao cấp nhất hiện nay như Internet vạn vật, kết hợp giữa người và máy, trí tuệ nhân tạo, dự đoán và robot. Các nhà lập pháp ở Thượng viện Pháp vừa qua đã bỏ phiếu ủng hộ luật bảo hộ quyền động vật với tỷ lệ áp đảo. Sau khi được Tổng thống Emmanuel Macron ký ban hành, luật sẽ cấm việc dùng động vật hoang dã để biểu diễn trong rạp xiếc trong vòng 2 năm tới, cấm sở hữu động vật hoang dã bất hợp pháp trong 7 năm tới, cấm các buổi biểu diễn với cá heo trong 5 năm tới và cấm ngay lập tức hoạt động nuôi chồn để lấy lông. Cùng với đó, luật mới sẽ tăng mức phạt tối đa với hành vi ngược đãi động vật lên tới 5 năm tù và phạt tiền lên tới 75.000 euro. Luật cũng siết chặt các quy định về việc bán thú cưng. Theo đó, việc bày bán chó, mèo tại các tiệm thú cưng sẽ bị cấm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Không quân Anh vừa qua đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trên thế giới sử dụng duy nhất nhiên liệu tổng hợp làm từ nước và khí carbon, chiết xuất từ CO2 trong không khí. Phi công của Không quân Anh đã hoàn thành một chuyến bay ngắn trên chiếc máy bay cỡ nhỏ Icarus C-42 tại một sân bay ở miền Tây nước Anh vào đầu tháng này. Điểm đặc biệt, đây là chuyến bay đầu tiên trên thế giới chỉ sử dụng nhiên liệu tổng hợp làm từ nước và khí CO2 trong khí quyển. Anh cho hay, quân đội nước này có tiềm năng tiết kiệm từ 80 đến 90% carbon trên một chuyến bay và điều này có thể đóng góp cho mục tiêu của Không quân Anh trong việc tiến tới sử dụng nhiên liệu tổng hợp để cung cấp năng lượng cho máy bay phản lực nhanh trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Bản tin dự báo thời tiết thủy văn Hưng Yên, đêm 20 ngày 21 tháng 11 năm 2021. Trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Độ ẩm thấp nhất ngày từ 60 đến 65%. Mực nước trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên, mực nước cao nhất 1m40, mực nước thấp nhất 0m35. Rossi S-Series, bình nước nóng đầu tiên và duy nhất tích hợp.